mời quý khán giả theo dõi tin tức đông tây của truyền hình Hậu Giang. Hôm nay Chủ nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2020, chương trình có nhiều nội dung đáng chú ý. Thưa quý khán giả, sau cơn mưa lớn đầu mùa thì hàng chục tuyến đường ở quận Nội Ô, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ bỗng dưng biến mất như thế này. Hay nói khác đi, đó là đường đã không còn thấy nữa vì đã bị biến thành sông. Tình trạng ngập sâu, không chỉ xe hai bánh chết máy, có cả những chiếc xe sang cũng bị trục trặc, phải cứu hộ giữa triều cường. Hơn một tiếng đồng hồ sau khi mưa tạnh, nước vẫn chưa thể rút hết. Công nhân thoát nước đã phải có mặt dỡ nắp cống thoát nước để nước mưa rút nhanh hơn. Theo ghi nhận, đây là ngày thứ ba liên tiếp Cần Thơ có mưa vào buổi chiều và cơn mưa chiều qua có lưu lượng nước lớn nhất. Mưa lớn đã góp phần làm dịu mát không khí oi bức ở Tây Đô sau nhiều tháng nắng nóng kéo dài, nhưng cũng dẫn đến tình trạng ngập lụt nghiêm trọng và ùn tắc giao thông ở một số khu vực giao lộ. Người dân Cần Thơ mấy năm gần đây đã buộc phải làm quen với tình trạng mưa là ngập. Rất nhiều bất tiện, nguy hiểm phát sinh và ai cũng chật vật ứng phó. Còn người dân Sài Gòn đã phải chịu đựng tình trạng đau khổ này rất nhiều năm và mới nhất là cơn mưa lớn vào chiều qua đã khiến cho cảnh ngập sâu tái diễn. Đáng lo ngại còn có những hiểm họa từ trên cao rơi xuống. Tại đường Trần Xuân Soạn, quận 7, mưa chỉ mới khoảng 15 phút, mặt đường đã mênh mông nước do các cống rãnh không kịp thoát nước. Nước dồn về hai bên đường, người dân phải di chuyển ra giữa đường để tránh ngập. Tại đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, sau mưa 30 phút, mặt đường ngập nặng, hàng loạt xe máy bị chết máy phải giác bộ. Tại một số tuyến đường khác, cây xanh bị gãy nhánh, bật gốc. Một cây xanh trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh bị tét cả thân cây, đè trúng người đi đường. May mắn, người này chỉ bị xây xát nhẹ. Tại Tiền Giang, mưa trong vòng 40 phút đã xuất hiện lượng nước bắt đầu ùn tràn về mặt cống rồi chảy dài đến cổng sau chợ Tân Hiệp. Tuy nhiên sau khi hết mưa hơn 1 giờ đồng hồ, nhưng nước vẫn không thể thoát hết mà còn tràn ngập trên quốc lộ 1A dọc theo đường cống. Do tránh nước nên hàng loạt xe máy, xe đạp điện phải lưu thông cặp theo giải phân cách, khiến cho nhiều ô tô chờ tới phải thắng gấp để tránh né, hết sức nguy hiểm. Trong khi đó, một cơn mưa lớn cũng kéo dài hơn một tiếng đồng hồ trên địa bàn huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa vào chiều qua. Ngược lại với hệ lụy ngập úng ở đô thị, đây được xem là cơn mưa vàng giải nhiệt, cuốn nguy cho hàng ngàn hecta keo và cây ăn trái của người dân huyện miền núi đang bị khô héo vì mọi nguồn nước đã bị cạn kiệt do nắng hạn. Miền Trung thì vẫn nắng nóng gay gắt, hạn hán tiếp diễn, còn miền Nam mưa dông gây ngập úng, triều cường, đổ ngã cây cối. Kiểu thời tiết nào thì cũng gây khổ cho người dân. Dân. Vậy thì liệu những biến động thời tiết trong 7 ngày tới sẽ ra sao? Những thông tin dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ giúp người dân chủ động phòng tránh. Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại Bắc Bộ, hôm qua và hôm nay do ảnh hưởng của hội tụ gió nên có mưa kèm dông lốc, gió giật mạnh. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày mai thứ hai cho đến cuối tuần sau, vùng áp thấp ở phía Tây tiếp tục phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn, nên nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ và gia tăng ở các tỉnh Trung Bộ, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ. Riêng vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Với nền nhiệt như vậy thì cái nắng bỏng da sẽ còn tiếp diễn. Dự báo chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng sẽ có giá trị từ 7 cho đến 9, ở mức ảnh hưởng nguy hại cao. Người dân cần phải hạn chế ra đường vào các giờ cao điểm, nhất là từ 10 giờ sáng cho đến 17 giờ chiều. Trái hẳn, các tỉnh Nam Bộ đã chính thức bước vào đầu mùa mưa. Chiều tối qua, nhiều tỉnh thành đã xuất hiện những cơn mưa lớn kèm dông lốc. Mưa lớn cả giờ đồng hồ, làm nhiều tuyến đường ở hai thành phố lớn là thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh cũng ngập mênh mông thành sông. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, kiểu thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông như thế này sẽ còn tiếp tục duy trì trong tuần sau. Tuy nhiên, điều cần cảnh giác là sau hàng tháng trời nắng hạn, mưa đầu mùa sẽ kèm theo nhiều hiện tượng cực đoan. Nhưng mà miền Nam thì lưu ý một cái điểm là đã vào cái thời gian bắt đầu vào mùa mưa, giai đoạn đầu là cái giai đoạn mà mưa dông mạnh, cho nên kèm theo những cái hiện tượng cực đoan như là sét đánh, lốc xoáy hoặc là thậm chí là cái mưa đá mà cái dạng nhỏ. Còn trên biển thì có thể có vòi rồng. Chính vì vậy mà sau những ngày nắng nóng thì ta cũng nên cảnh giác với những cái loại thiên tai như vậy.
Theo cảnh báo từ các chuyên gia khí tượng thủy văn, mùa mưa bắt đầu kéo theo nỗi lo sạt lở. Trong tháng 6, tháng 7 này, khi mực nước sông còn thấp nhưng bắt đầu chảy mạnh bởi nước từ thượng nguồn Mekong đổ về sẽ gia tăng áp lực bào mòn vào chân bờ sông, tạo thành hàm ếch rỗng chân ăn sâu vào bờ bên dưới. Sạt lở sụp lún sẽ dữ dội hơn nữa. Thời tiết ngày càng bất lợi. Có thể thấy chỉ trong tuần tới thôi mà tình hình thời tiết trên cả nước có quá nhiều biến động. Các loại hình thời tiết cực đoan có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, cho nên người dân cần phải có phương án chủ động phòng chống ngay từ bây giờ. Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp khi số ca nhiễm mới và tử vong ở nhiều quốc gia vẫn gia tăng. Khu vực Mỹ Latin, châu Phi hiện là những điểm nóng mới. Số ca mắc đã vượt 6 triệu người, một con số khủng khiếp mà thời gian đầu dịch bùng phát, ít người có thể tưởng tượng tới. Mỹ vẫn là nước ghi nhận nhiều ca nhiễm và tử vong nhất thế giới, với gần 1.800.000 ca mắc và hơn 104.000 ca tử vong. Anh là nước có số ca tử vong cao thứ hai với hơn 38.000 ca, trong khi Brazil là nước có ca nhiễm cao thứ hai thế giới. Dịch vẫn tiếp tục lây lan mạnh ở Mexico. Trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm hơn 3.000 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên gần 85.000 người, gần 9.500 ca tử vong. Mexico sẽ dỡ bỏ giãn cách xã hội vào ngày hôm nay 31 tháng 5, tuy nhiên vẫn khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch. Trong khi đó, tại châu Phi, số ca nhiễm tăng lên hơn 29.000 người sau khi ghi nhận thêm hơn 1.800 ca mắc mới trong 24 giờ qua, nhiều nhất kể từ ca nhiễm đầu tiên hôm 5 tháng 3. Còn Ai Cập cũng ghi nhận thêm 1.300 ca nhiễm, con số cao nhất trong một ngày kể từ khi dịch bùng phát ở nước này cho đến nay. Số ca mắc và số người chết vẫn tăng lên từng giờ. Nỗi lo lắng còn nhân lên khi các nỗ lực tìm ra vaccine hay là thuốc trị đến giờ vẫn chưa có kết quả. Tuy nhiên, điều gì mới gây quan ngại nhất đó là khi các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm gần như chắc chắn COVID-19 sẽ đạt đỉnh lần hai, có thể tồi tệ hơn nhiều so với lần đầu. Các chuyên gia cho rằng hai kịch bản có thể xảy ra. Nếu dịch tái bùng phát mà không đạt đỉnh, virus sẽ lây lan dần dần, tác động đến từng khu vực trên thế giới vào thời điểm khác nhau. Trường hợp còn lại, đỉnh dịch đột ngột ập đến, rất nhiều người sẽ nhiễm cùng một lúc vào đúng đợt cúm mùa, tạo sức ép khổng lồ lên hệ thống y tế. Dù ở diễn cảnh nào, số trường hợp dương tính là như nhau. Một khi bệnh viện và nhân viên y tế chịu cảnh quá tải, tỷ lệ tử vong chắc chắn tăng cao. Đỉnh dịch thứ hai được coi là vô cùng nguy hiểm, không chỉ với người mắc COVID-19. Kể từ tháng 2, các bệnh nhân ung thư, tiểu đường đã phải trì hoãn lịch điều trị, khiến sức khỏe bị đe dọa nghiêm trọng. Cơ sở y tế bị quá tải, phòng hồi sức tích cực không còn chỗ cho các ca cấp cứu. Nhiều người phải chịu những cái chết đáng lẽ tránh được. Nhận định đáng chú ý nhất là thời gian xảy ra đỉnh sóng thứ hai phụ thuộc phần nhiều vào tốc độ nới lệnh phong tỏa của chính phủ. Nếu các quốc gia thoát khỏi tình trạng chống dịch, mở cửa nền kinh tế, trở lại cuộc sống bình thường quá sớm, khả năng đợt bùng phát lớn sẽ ập đến vào cuối tháng 6. Nhiều chuyên gia đã khẳng định COVID-19 sẽ không bị tiêu diệt nếu chưa có vaccine an toàn và hiệu quả. Vấn đề chỉ là để căn bệnh bùng phát nhanh chóng trong vài tháng hay trì hoãn quá trình lây lan của nó mà thôi. Một diễn cảnh ảm đạm trong những tháng tới đang được các chuyên gia giả ra. Nhưng rõ ràng đây không chỉ là đe dọa bởi vũ khí hữu hiệu chống COVID-19 vẫn chưa được tìm ra. Chưa rõ đợt bùng phát tương lai nghiêm trọng đến mức nào, tuy nhiên trong mọi hoàn cảnh, con người sẽ không ngừng chiến đấu. Hơn 2.700.000 người đã bình phục và hơn nữa chính là niềm hy vọng. Tại Việt Nam, ca bệnh nặng nhất là bệnh nhân 91 phi công người Anh cũng đang có nhiều tiến triển đầy hy vọng sau nhiều tháng trời đối mặt tình trạng thập tử nhất sinh. Trong những hình ảnh mới nhất được chia sẻ với cộng đồng, bệnh nhân hiện đã có thể tiếp nhận từng muỗng dinh dưỡng được các bác sĩ đút cho, có thể cử động ngón tay, bàn chân, mấp máy môi, nhấp nháy mắt. Và khi các bác sĩ điều dưỡng hỏi thăm, ông đã rơi nước mắt vì cảm động. Dù sức khỏe vẫn tiên lượng còn nặng vì lưu lượng ECMO còn cao và nhiễm trùng phổi với chủng vi khuẩn rất khó điều trị, nhưng hiện phổi của bệnh nhân đã cải thiện thêm một phần, từ đông đặc chỉ còn 10%, 20%, 30%, hiện tăng lên 40% hoạt động.
Từ bên trong phòng hồi sức cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh, các bác sĩ cho biết bệnh nhân này bắt đầu có những hình ảnh lạc quan về sức khỏe. Ông đã có các phản ứng biểu cảm khi bác sĩ điều dưỡng trò chuyện, thậm chí là rơi nước mắt khi nghe lời hỏi thăm. Bệnh nhân cũng có phản xạ ho mạnh hơn và có thể tự xoay đầu khi nhận y lệnh từ bác sĩ. Nếu nhìn lại một số thời điểm thập tử nhất sinh của bệnh nhân người Anh này, thì kết quả đạt được đến nay thực sự là kỳ tích. Các bác sĩ Việt Nam đã nỗ lực hơn cả tuyệt vời, còn riêng bệnh nhân thì cũng hết sức kiên cường. Đến nay, về công tác chuẩn bị dự phòng ghép phổi cho bệnh nhân vẫn tiếp tục được thực hiện. Bộ Y tế sẵn sàng chuẩn bị thuốc tốt nhất, đáp ứng nhu cầu điều trị, không để thiếu thuốc đặc trị và kinh phí hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân. Ngoài nỗ lực điều trị cho bệnh nhân, Việt Nam còn được dư luận thế giới đánh giá như một trong những hình mẫu trong việc kiểm soát dịch COVID-19 trên thế giới. Và mới đây, CNN, kênh tin tức lớn của Mỹ nhấn mạnh, Việt Nam, quốc gia có dân số 97 triệu dân, nhưng chưa ghi nhận bất cứ một trường hợp tử vong nào liên quan tới COVID-19. Tác giả Netagen nhận định, những nỗ lực cần phải được ghi nhận nhất là Việt Nam có đường biên giới giáp Trung Quốc, nơi dịch COVID-19 bùng phát và mỗi năm đón hàng triệu lượt khách từ quốc gia láng giềng. Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các nước thu nhập thấp, hệ thống y tế vẫn còn hạn chế, với tỷ lệ chỉ 8 bác sĩ trên 10.000 người, bằng 1/3 so với Hàn Quốc. Tuy nhiên, cho đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca tử vong nào vì COVID-19. Lý giải về thành công này, đầu tiên là do Việt Nam đã hành động sớm, chính phủ cũng vào cuộc nhanh chóng bằng các biện pháp hạn chế đi lại, truy tìm dấu vết người mắc bệnh. Bên cạnh đó, thông tin về dịch bệnh được truyền tải đến người dân một cách nhanh chóng và rõ ràng. Quý khán giả đang theo dõi tin tức trong tay của truyền hình Hậu Giang. Thưa quý vị, liên quan đến thảm kịch 39 người Việt chết trong container ở Anh hồi tháng 10 năm ngoái, từng khiến dư luận thế giới chấn động. Thông tin mới nhất cho rằng nghi phạm chính đã bị bắt, từ đó cũng hé lộ mạng lưới tội phạm buôn người xuyên quốc gia đầy ma mảnh. Thông tin chi tiết sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Thưa quý khán giả, vụ vận chuyển người trái phép dẫn đến cái chết thương tâm của 39 người Việt trong container ở Anh hồi tháng 10 năm ngoái từng khiến cho dư luận thế giới chấn động vì phơi bày mặt trái nghiệt ngã trong hành trình của nhiều người nhập cư trái phép vào các quốc gia giàu có. Ở Việt Nam, hàng chục gia đình cũng đã đau đớn vì mất người thân mà không thể nhìn mặt lần sau cùng. Sau thời gian điều tra, mới nhất, một hãng tin uy tín cho rằng nghi phạm chính trong thảm kịch này đã bị bắt giữ tại nước Đức. Các nguồn tin của hãng AFP cho biết, nghi phạm chính vụ án 39 thi thể ở Anh đã bị bắt tại vùng Upper Rhine, Đức. Đây là một thanh niên 29 tuổi, có biệt danh là De Bon Duc, công tước khói. Cũng theo nguồn tin trên, nghi phạm bị bắt giữ sau khi bị chính quyền Pháp phát lệnh truy nã khắp châu Âu. Quốc tịch của nghi phạm hiện chưa được công bố. Trước đó, cảnh sát ở Bỉ và Pháp ngày 26 tháng 5 tuyên bố đã bắt thêm 26 nghi phạm có liên quan đến đường dây vận chuyển người trái phép kể trên. Theo giới công tố Bỉ, 11 trong số 13 nghi phạm bị bắt ở Bỉ đã bị một thẩm phán ở thành phố Rouen khởi tố tội vận chuyển người trái phép, tham gia tổ chức tội phạm và lừa đảo. Nguồn tin điều tra cho biết hầu hết trong số 13 nghi phạm bị bắt giữ ở Pháp là người Việt Nam. Sau khi thảm kịch chết 39 người xảy ra, mạng lưới tội phạm còn tiếp tục hoạt động của chúng, dẫn thu từ 15.000 đến 20.000 euro, tương đương từ 167.000 đến 222.000 đô la Mỹ mỗi người để vượt biên từ Pháp vào Anh. Ngay cả đại dịch COVID-19 cũng không khiến những hoạt động buôn người này ngưng lại. Vụ án gây chấn động thế giới hồi tháng 10 năm 2019, chiếc xe container chứa 39 thi thể người Việt đã được phát hiện tại Burghclere, hạt Essex, Anh. Các nạn nhân thiệt mạng vì thiếu oxy và tăng thương nhiệt quá mức trong không gian kính. Thảm kịch 39 thi thể đã phơi bày sự thật đau lòng, bất chấp những nguy hiểm khủng khiếp trong hành trình có thể đối mặt. Nhiều người vẫn chấp nhận trả tới 40.000 đô la Mỹ cho nhóm tội phạm để được tham gia hành trình tử thần. Những việc như vậy vẫn đang tiếp diễn và nó đang cướp đi người thân của rất nhiều gia đình khác trên toàn thế giới. Nhưng việc mạng lưới tội phạm này bị phá dỡ và ra trước pháp luật cũng phần nào là niềm an ủi cho các bậc cha mẹ đã phải đau đớn mất con. Hành trình tử thần của 39 người Việt trong chiếc container định mệnh đã có kết thúc quá đỗi thê thảm. Đích đến thiên đường đã quá thành địa ngục vì những tên tội phạm buôn người ma mãnh. Lấy tiền của người vượt biên giá cắt cổ,
nhưng đã cho họ một phương thức di chuyển quá tồi tệ, đầy rủi ro. Mạng sống của con người không được coi trọng gì hơn một món hàng giá rẻ. Thưa quý vị và các bạn, 64.000 tỷ đồng là con số mà cơ quan công an xác định trong chuyên án bóc gỡ ổ nhóm tội phạm trên không gian mạng bằng hình thức đánh bạc. Loại tội phạm này không mới, nhưng việc đấu tranh, làm rõ và triệt xóa đòi hỏi những kỹ năng, nghiệp vụ và sự nỗ lực rất lớn của lực lượng công an. Đây là những kệ cao được các đối tượng trong đường dây đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet sử dụng. Theo cơ quan điều tra, đối tượng Trương Ngọc Tú được xác định là người cầm đầu và điều hành trò chơi đánh bạc đổi thưởng trên mạng này. Bằng trình độ, kỹ năng về công nghệ thông tin, Tú và đồng bọn đã lập ra hệ thống trò chơi trực tuyến đổi thưởng với tên gọi là Nổ Hũ. Với những giao diện được tạo lập như thế này, người chơi có thể lựa chọn các trò chơi đánh bạc trực tuyến. Bước đầu, cơ quan công an xác định có 24 đại lý cấp 1 và hơn 400 đại lý cấp 2 đứng ra hoạt động mua bán tiền game cho người chơi trong hệ thống game Nổ Hũ. Và chỉ sau gần 2 năm hoạt động, số tiền mà ổ nhóm tội phạm này giao dịch ước tính lên tới 64.000 tỷ đồng. Theo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an, đây là hình thức đánh bạc trá hình được những người có trình độ thực hiện trên không gian mạng với phương thức và thủ đoạn hết sức tinh vi. Để phục vụ hoạt động đánh bạc, đổi thưởng và rút tiền, các đối tượng đã sử dụng nhiều chứng minh thư giả để tạo lập các tài khoản ngân hàng. Vụ việc này cho thấy hoạt động của các loại tội phạm trong lĩnh vực này có nhiều biến tướng và diễn biến phức tạp. Cùng với công tác đấu tranh và triệt xóa của lực lượng chức năng, thì những người tham gia các trò chơi tương tự trên không gian mạng cũng cần được nắm rõ để tránh phạm pháp và vô tình tiếp tay cho hoạt động của các loại tội phạm. Thưa quý khán giả, đây là hiện trường sự cố xảy ra ngày 24 tháng 5 vừa qua tại công trình xây dựng tổ hợp căn hộ khách sạn Condo 2 ở số 107 đường Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, khiến một công nhân tử vong. Thật đau lòng khi trong lúc thi công hệ thống điện tại sảnh thang máy tầng 16 của công trình, 5 công nhân bị té ngã rơi xuống đất tử vong. Những người làm cùng đã thuê xe đưa nạn nhân về nhà. Chủ đầu tư công trình đã không báo cáo cơ quan chức năng về tai nạn đáng tiếc. Sau vụ việc, thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp che giấu sự cố công trình. Nếu không tuân thủ quy định xử lý sự cố thì các đơn vị công trình phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Thưa quý khán giả, trong các vụ tai nạn, sự cố không may, nạn nhân có bảo hiểm sẽ được nhận một phần chi trả. Dù biết không gì có thể bù đắp được sức khỏe và tính mạng của con người, tuy nhiên phần chi trả này phần nào cũng giúp cho nạn nhân và gia đình trang trải phần chi phí y tế và cuộc sống. Trước đây thì có một bệnh nhân ở Vĩnh Long được chi trả gần 13 tỷ đồng bảo hiểm y tế, còn nhiều trường hợp bệnh nhân khác cũng được chi trả số tiền lên đến tỷ đồng. Người được bảo hiểm y tế chi trả số tiền khủng như vậy là thầy Danh Văn, 30 tuổi, ngụ xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao, giáo viên trường tiểu học, trung học cơ sở Tiên Hải, thuộc xã đảo Tiên Hải, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Sau khi kết thúc tiết dạy, khi bước xuống đường, do đường trơn nên thầy Văn bị té, dẫn đến gãy chân phải mổ. Tuy nhiên do thầy Văn có tiền sử máu khó đông, nên sau khi mổ, vết thương không cầm máu được. Quá trình điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả 80%, chi phí điều trị là 7 tỷ 900 triệu đồng. Đây là trường hợp được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền lớn nhất trên địa bàn từ trước đến nay. Đáng chú ý, quá trình tái khám điều trị đối với bệnh nhân vẫn còn tiếp tục, nên số tiền hơn 11 tỷ đồng mà quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả vẫn chưa là con số cuối cùng. Theo quy định, người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tương đương 8 triệu 940 ngàn đồng, thì lần khám chữa bệnh lần sau khi đi đúng tuyến sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh nằm trong danh mục được bảo hiểm y tế chi trả. Thưa quý khán giả, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các bộ ngành về chuẩn nghèo mới áp dụng từ năm 2021 đến năm 2025. Dự kiến số hộ thuộc diện nghèo cả nước sẽ tăng lên gần 2,5 lần so với hiện nay. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm 16% dân số. Nhưng làm như thế nào để không có chuyện xét nhầm hộ nghèo, chuyện hộ cận nghèo có nhà lầu? Những sai lệch trong bình xét hộ nghèo được xử lý ra sao? Đây là những vấn đề mà người dân đặc biệt quan tâm. Quy trình xét hộ nghèo rất chặt chẽ qua nhiều bước. Đầu tiên là nhận dạng nhanh những hộ giàu có tài sản sẽ bị loại ngay. Tiếp đó, ban giám nghèo lên danh sách hộ nghèo. Ở khâu này sẽ có thang bảng điểm để đối chiếu với quy định.
sao là tổ chức hợp dân, nếu có ý kiến nghi ngờ về hộ nào trong danh sách sẽ dừng lại ngay để xem xét. Ủy ban dân xã sẽ niêm yết danh sách tại trụ sở xã, thôn, nhà văn hóa, thông tin rộng rãi cho bà con biết kết quả rà soát. Trong tháng 6 năm 2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ trình Thủ tướng Chính phủ để ban hành quyết định về chuẩn nghèo đa chiều mới. Theo tính toán, khi áp dụng chuẩn nghèo này, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo sẽ tăng lên trên 16% dân số. Hiện tại, mức áp dụng với hộ cận nghèo, hộ nghèo khu vực thành thị là 900.000 cho đến 1.300.000 đồng một người một tháng và từ 700.000 cho đến 900.000 đồng một người một tháng ở nông thôn. Theo tính toán của Tổng cục Thống kê, mức sống tối thiểu năm 2020 là 2 triệu đồng một người một tháng đối với khu vực thành thị và khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng một người một tháng. Các giai đoạn trước, chuẩn nghèo căn cứ mức thu nhập. Thu nhập đáp ứng 70% mức sống tối thiểu, tức là chỉ đáp ứng việc ăn không đói, ăn không thiếu. Với chuẩn mới, chuẩn nghèo mới phải thu nhập bình quân từ 1.500.000 đồng đến 2 triệu đồng một người một tháng. Chúng ta tính đến việc không chỉ ăn no mà phải ăn ngon hơn, chất lượng hơn, an toàn hơn, nâng chất lượng cuộc sống. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 84 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Một trong những giải pháp mà Thủ tướng yêu cầu là cấp phép thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa dịch vụ có giá trị nhỏ, mobile money. Cụ thể dịch vụ này như thế nào? Mời quý khán giả cùng theo dõi ngay sau đây. Đây được xem là dịch vụ sẽ cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử đến 100% thuê bao di động của Việt Nam. Trước đó, ngày 7 tháng 1 năm 2020, Chính phủ đã thúc giục việc thí điểm dùng tài khoản viễn thông để thanh toán cho các dịch vụ có giá trị nhỏ và thí điểm các mô hình dịch vụ thanh toán mới, trong khi chưa có quy định của pháp luật để kịp thời đảm bảo công tác quản lý. Nếu có phép dịch vụ Mobile Money cho các nhà mạng viễn thông, thì dùng phủ dịch vụ thanh toán điện tử sẽ nhanh chóng đến 100% người dân. Điều này sẽ thúc đẩy thương mại điện tử, các sàn giao dịch hàng hóa nông nghiệp, nhất là dùng xa, thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy các công ty khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giúp tăng trưởng kinh tế. Tất cả các quốc gia cho phép Mobile Money đều tạo ra tăng trưởng kinh tế tới 0,5%. Theo thống kê hiện nay, hơn 50% dân số Việt Nam chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng. Vì vậy, Mobile Money góp phần cung ứng cho nhóm khách hàng không có tài khoản ngân hàng một kênh giao dịch, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, nhanh chóng và thuận tiện, thay vì phải trực tiếp đến các cơ sở của ngân hàng thực hiện giao dịch. Từ đó góp phần làm tăng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ. Thủ tướng cũng vừa cho ý kiến về việc Thành phố Hồ Chí Minh và 7 tỉnh lân cận sẽ trở thành bát giác kim cương trong phát triển kinh tế ở phía Nam. Bát giác này sẽ là siêu đô thị có quy mô hàng đầu Đông Nam Á và cả Đông Á, thúc đẩy sự phát triển của cả nước. Người đứng đầu Chính phủ làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Tiền Giang và Long An về nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thủ tướng yêu cầu các tỉnh thành đóng góp ý kiến, chỉ bàn tiến không bàn lùi. Theo Thủ tướng, trong tương lai gần, đây là siêu đô thị, Thành phố Hồ Chí Minh và 7 tỉnh còn lại sẽ là bát giác kim cương. Mục tiêu đến năm 2030 trở thành vùng hùng cường. Khu vực này cũng cần quy hoạch đất để dành cho khu công nghiệp nhằm đón trước dòng đầu tư mới vào Việt Nam. Khu vực này rất quan trọng vì chiếm 43% tổng sản phẩm nội địa GDP của cả nước. Thưa quý khán giả, đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các doanh nghiệp khởi nghiệp, còn gọi bằng thuật ngữ startup trên toàn cầu. Theo Startup Genome, tổ chức chuyên nghiên cứu về các startup có trụ sở tại Mỹ, thì sẽ có khoảng 2/3 phải đóng cửa sau khi dịch COVID-19 kết thúc. Còn tại Việt Nam, dù bước đầu dịch bệnh đã được kiểm soát, nhưng nhiều startup vẫn đang đối mặt với rất nhiều khó khăn. Với vai trò kết nối du khách và hướng dẫn viên bản địa, nền tảng Tubet của nhóm bạn trẻ này đã trở thành một trong những lựa chọn tối ưu cho khách du lịch muốn trải nghiệm khám phá Việt Nam. Nhưng khi dịch bệnh bùng phát, cùng với sự đóng cửa của thị trường du lịch, doanh nghiệp này đã gặp không ít thách thức để duy trì hệ thống. Các startup đều gặp áp lực rất lớn về tài chính, mặc dù chính phủ đã có gói hỗ trợ tín dụng để giúp doanh nghiệp khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng thật sự khó có thể tiếp cận gói tín dụng này. Đặc điểm chung của startup là sản phẩm vô hình, sản phẩm trí tuệ, không có tài sản thế chấp, nên dù thời điểm nào đi nữa cũng không thể vay được vốn từ ngân hàng.
Ngoài ra, startup có hệ số rủi ro rất cao nên đa số các ngân hàng đều không mặn mà. Theo ước tính thì có khoảng 1/4 số startup trên toàn thế giới cho 60% nhân viên nghỉ việc. Đây là một thảm họa đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các startup có quy mô nhỏ. Tuy vậy, vẫn kỳ vọng với sự linh hoạt của mình, các startup Việt sẽ thích nghi nhanh với hoàn cảnh mới để tìm được cơ hội từ thị trường. Thưa quý khán giả, khi ngành hàng không thế giới còn án binh bất động do ảnh hưởng tiêu cực của Covid-19, hàng không Việt Nam đã nhanh chóng hoạt động trở lại. Cơ quan nhà nước đã tạo điều kiện tối đa cho các hãng hàng không khai thác các đường bay nội địa phục hồi sau đại dịch Covid-19. Cục Hàng không Việt Nam cho biết, hiện các đường bay nội địa đã được các hãng khai thác trở lại. Có những đường bay đã đạt 80% so với cao điểm Tết vừa rồi. Đây là tín hiệu tích cực thể hiện sự trỗi dậy, sức bật của hàng không Việt. Tuy nhiên, hiện tại thị trường mới chỉ đạt 50% so với trước Covid. Dự kiến các hãng sẽ phủ kín các đường bay nội địa vào đầu tháng 6 và chậm nhất là tháng 7. Theo các chuyên gia kinh tế, du lịch ngành hàng không và các địa phương cần phối hợp chặt chẽ để tạo cú hích phát triển, giúp ngành hàng không từng bước trỗi dậy. Đặc biệt, cơ quan quản lý nhà nước cần có chính sách linh hoạt và chia sẻ lợi ích công bằng giữa các hãng hàng không, tạo sự cạnh tranh lành mạnh. Ngành hàng không tác động rất lớn tới ngành kinh tế và nhiều hãng hàng không Việt trụ được cho tới bây giờ là rất kiên cường. Nhiều chuyên gia cho rằng ngay lúc này thì nên tận dụng thúc đẩy hàng không nội địa. Hãng hàng không nội địa được cho là có nhiều cơ hội phục hồi nhanh hơn vì tâm lý muốn đi du lịch của người Việt sau đại dịch. Theo thống kê, trong 6 tháng cuối năm 2020, gần 50% du khách Việt vẫn có ý định đi du lịch. Trong số này, có đến 70% khách cho biết đang lên kế hoạch những chuyến đi trong năm nay. Đây là tỷ lệ cao hơn mức kỳ vọng vì người Việt trước giờ vẫn ít có thói quen lập kế hoạch xa trước ngày khởi hành. Nhóm khảo sát nhận định con số 71% du khách đang lên kế hoạch đi du lịch cũng phần nào cho thấy được nhu cầu du lịch của khách Việt Nam thực tế vẫn tồn tại và đang bắt nhịp nhanh sau dịch. Dự kiến thị trường du lịch sẽ bắt đầu sôi động vào tháng 7 và tháng 8. Dịch bệnh cũng khiến du khách chuyển đổi sang lựa chọn các điểm đến trong nước 57% thay vì các điểm đến quốc tế 12% cho các chuyến du lịch trong 6 tháng cuối năm 2020. Bên cạnh đó, việc lựa chọn những điểm đến gần nơi sinh sống cho các chuyến đi ngắn và tiết kiệm cũng trở thành một trong những lựa chọn của khách Việt 16% trong năm nay. Khảo sát cũng ghi nhận còn khoảng 25% người được hỏi khá lưỡng lự, chưa có những quyết định cụ thể cho những chuyến đi trong năm 2020. Thông tin mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho thấy, khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay đã giảm gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam mới đón hơn 7 triệu. Xin lỗi quý khán giả, mới đón hơn 3.730.000 lượt khách đến từ hầu hết các thị trường chính như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu đều giảm mạnh. Nguyên nhân là do Việt Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, chưa mở cửa du lịch quốc tế. Doanh thu du lịch lữ hành cũng vì thế mà giảm mạnh, mức giảm lên đến 55% trong 5 tháng đầu năm. Những đường bay nội địa hoạt động trở lại cũng như dịch vụ xe khách, tàu hỏa, nhà hàng, bán lẻ đón khách từ khi Việt Nam kết thúc thời gian giãn cách xã hội vào ngày 23 tháng 4, ngành hàng không chuẩn bị sẵn sàng cho các chuyến bay quốc tế. Việt Nam nổi lên như một quốc gia đầu tiên tái khởi động du lịch của Đông Nam Á, đi trước Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Ngành du lịch cũng nỗ lực tìm kiếm phương án mở cửa lại với Trung Quốc hay Hàn Quốc. Và nếu thành công, Việt Nam sẽ đi trước Thái Lan một bước. Quốc gia láng giềng này cũng coi Trung và Hàn là hai thị trường trọng điểm. Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam cho biết, đơn vị này đã đề xuất chính phủ mở những cuộc đàm phán song phương sớm với các thị trường đã kiểm soát lây nhiễm trong cộng đồng. Những cuộc đàm phán song phương đầu tiên với những thị trường cần nhất, ví dụ như Trung Quốc và Hàn Quốc, tiếp đó là Australia, New Zealand, Đài Loan, Singapore, dù đã quốc đề chưa có tiến triển khả quan khi các ca lây nhiễm mới từ lao động nhập cư. Bởi khách Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm 55% lượng khách quốc tế đến Việt Nam, trong số 18 triệu du khách quốc tế đến Việt Nam năm 2019, có 5 triệu 800.000 người đến từ Trung Quốc và 4 triệu 300.000 người Hàn Quốc. Nhiều công ty sản xuất đã chuyển dây chuyền sản xuất sang Việt Nam. Trung Quốc và Hàn Quốc là những nhà đầu tư lớn và cũng là thị trường du lịch lớn nhất của Việt Nam. Khi những bong bóng du lịch nở ra, các nguồn đầu tư nước ngoài cũng sẽ bắt đầu trở lại, kéo theo doanh thu từ du lịch. Năm ngoái, nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng 7,2% lên 38 tỷ đô la Mỹ.
Việt Nam chỉ mất 7 năm để thu hút từ 6 triệu lượt đến 15 triệu lượt khách quốc tế, trong khi Thái Lan mất 15 năm. Như vậy, Việt Nam hiện ở vị trí của một quốc gia tiên phong, có thể đi trước Thái Lan trong việc thu hút khách du lịch Trung Quốc và Hàn Quốc hậu Covid-19. Tuy nhiên, những lo ngại về làn sóng lây nhiễm thứ hai như các bệnh nhân mới ở Trung Quốc và Hàn Quốc là một nguy cơ khác. Nhưng trước mắt, triển vọng phục hồi khởi động du lịch nội địa của Việt Nam dường như khả quan nhất. Khoảng 40% dân số Việt Nam dưới 25 tuổi, năng động, có sức khỏe, am hiểu công nghệ và chấp nhận rủi ro. Những người trẻ cũng góp một phần đáng kể trong 85 triệu chuyến đi nội địa năm 2019. Chiến dịch của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đưa ra những tour giá rẻ hơn 30%, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị trường nội địa vốn luôn chào đón những chương trình ưu đãi. Để đón đầu làn sóng du khách đầy tiềm năng, nhiều hoạt động kích cầu du lịch ở các địa phương cũng đã tái khởi động. Tại xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ phát động chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam và khai mạc Festival Du Lượn bay trên mùa nước đổ năm 2020. Đây là chương trình tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Yên Bái đến giới du khách trong nước, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh. Festival Du Lượn bay trên mùa nước đổ năm 2020 được tổ chức phục vụ du khách từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 15 tháng 7, vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Với các ngày thường, sẽ phục vụ cho những đoàn khách có từ 20 người đăng ký trở lên. Thưa quý khán giả, một vụ án đang khiến cho dư luận xôn xao, nghi ngờ có oan sai. Bởi sáng xét xử, thì chiều người bị tuyên án đã nhảy lầu tự tử. Để thông tin về vụ việc, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bình Phước vừa tổ chức họp báo. Liên quan đến vụ án ông Lương Hữu Phước, 55 tuổi, ngụ phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, nạn nhân được xác định uống thuốc trừ sâu, nhảy lầu tự tử tại Tòa án Nhân dân tỉnh. Trước đó đã bị tuyên án 3 năm tù liên quan đến một vụ tai nạn giao thông. Theo nội dung vụ án, vào khoảng 11 giờ ngày 15 tháng 11 năm 2017, sau khi uống rượu ở nhà anh Phạm Văn Tuấn ở phường Tân Xuân, ông Lương Hữu Phước được Trần Hữu Quý rủ đi hát karaoke. Trên đường đi, thấy Quý không đội mũ bảo hiểm nên ông Phước chở về lấy. Do Quý không chịu đi bộ qua đường nên ông Phước bật xi nhan rẽ trái. Khi đến phần đường dành cho xe đi theo chiều ngược lại thì bị xe máy do Lâm Tươi chở theo trị tiếp đâm phải, khiến cho ông Quý tử vong sau đó. Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đưa ra xét xử chỉ tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và tuyên phạt ông Phước 3 năm tù giam. Năm 2018, ông Phước đã có đơn kháng cáo kêu oan. Tại phiên phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên hủy toàn bộ bản án số 29 năm 2018 để điều tra lại. Tại phiên xét xử sơ thẩm và phúc thẩm lần 2, ông Phước tiếp tục bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước tuyên y án sơ thẩm. Sau đó, ông Phước về nhà viết lên mạng xã hội, đến Tòa Nhân dân tỉnh Bình Phước uống thuốc sâu và nhảy lầu tự tử. Tại buổi họp báo, bà Lê Hồng Hạnh, thẩm phán chủ tọa phiên phúc thẩm cho rằng tuyên phạt 3 năm tù đối với bị cáo Phước là đúng pháp luật. Đây là một vụ án phức tạp, bị cáo liên tục kêu oan cho nên những người làm pháp luật rất thận trọng. Về Lâm Tươi, người tông xe ông Phước không có giấy phép lái xe, có nồng độ cồn 0,57mg trên 1 lít khí thở, nhưng chỉ xử phạt hành chính. Bà Lê Hồng Hạnh cho biết, tội vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ có 4 yếu tố cấu thành tội phạm. Quan trọng nhất là yếu tố lỗi, trong đó lỗi trực tiếp gây nên cái chết của nạn nhân. Cái chết của ông Phước để lại nhiều câu hỏi, chưa có lời giải. Tuy nhiên, sống trong một xã hội pháp quyền, chúng tôi tin cơ quan chức năng sẽ điều tra rõ để có lời giải đáp công bằng, rõ ràng sự việc, tránh oan sai cho người vô tội, nhưng cũng không để công tác thực thi pháp luật bị xuyên tạc. Yêu cầu tránh oan sai trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đang là một vấn đề nóng. Và mới đây, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp. Trong đó có việc bổ sung quy định về phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Đây là một trong các tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự, với nhiệm vụ là giám định về âm thanh, hình ảnh từ các thiết bị điện tử và được coi là một trong những cải cách tư pháp để tránh oan sai. Luật giám định tư pháp năm 2012 quy định ba tổ chức có quyền giám định tư pháp về kỹ thuật hình sự gồm Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an cấp tỉnh, Phòng Giám định Kỹ thuật Hình sự Bộ Quốc phòng. Để tránh oan sai, việc giao cho Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thêm nhiệm vụ giám định được đặt ra.
Một ví dụ về việc Nguyễn Tùng Dương bắn chết người trên cầu Chương Dương vào năm 1993-1994. Theo kết quả điều tra ban đầu, Dương bị định tội vô ý giết người trong khi thi hành công vụ. Với tội danh này thì Dương có thể bị nhiều nhất là 2 năm tù, thậm chí có thể bị án treo. Tuy nhiên, sau khi cơ quan giám định pháp y của Bộ Quốc phòng vào cuộc thì có đủ chứng cứ kết tội giết người. Đây chỉ là một ví dụ để minh chứng cho việc không phải lúc nào kết luận giám định của cơ quan công an cũng đúng. Vì thế, việc thành lập thêm cơ quan giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là cần thiết. Thêm một cơ quan giám định song song với công an đồng nghĩa thêm sự lựa chọn khi có sự nghi ngờ, thiếu tính khách quan minh bạch. Nó sẽ góp phần giảm thiểu quan sai trong các vụ án hình sự, cũng như là góp phần vào công cuộc cải cách tư pháp hiện nay. Một thông tin được nhiều học sinh và phụ huynh quan tâm. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục, kết thúc chọn sách, đa số các trường chọn theo cuốn chứ không chọn theo bộ. Như vậy, việc cung ứng sách của đơn vị xuất bản sẽ phải theo thống kê của từng trường và từng địa phương. Với hàng chục triệu bản sách phải in mới vào giữa tháng 8 tới, như dự kiến của các đơn vị xuất bản đảm bảo tiến độ như kế hoạch đặt ra. Chúng tôi có thông tin, mời quý vị theo dõi. Năm học 2020-2021, Việt Nam có 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 mới được đưa vào sử dụng. Trong đó các trường có xu hướng chọn các cuốn sách khác nhau trong nhiều bộ, thay vì chọn một bộ duy nhất. Cùng với đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tiến độ chọn lựa sách giáo khoa bị chậm so với dự kiến gần một tháng. Hiện các nhà xuất bản đang tổng hợp số liệu chọn sách từ các địa phương để lên kế hoạch in ấn phát hành. Việc hoàn thành đúng tiến độ cũng là thách thức không nhỏ với các đơn vị xuất bản. Đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu các địa phương và các đơn vị cung ứng sách giáo khoa cần phối hợp chặt chẽ với nhau để đảm bảo kịp thời cung ứng bản giấy sách giáo khoa lớp 1 mới đến các trường và học sinh đúng tiến độ. Đặc biệt, với những đầu sách có số lượng đăng ký thậm chí rất ít thì cũng phải đảm bảo. Việc cung ứng không được như kế hoạch ban đầu dịch Covid-19 để giúp giáo viên sớm được tiếp cận sâu với những bộ sách này. Trước mắt, các thầy cô sẽ nghiên cứu trước các chủ đề trong sách giáo khoa thông qua các bản sách điện tử để lên bài giảng và giáo án mới. Những ngày gần đây, giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh lên mức cao nhất trong lịch sử. Nhiều địa phương thì giá heo hơi xuất chuồng đã vượt qua mốc 100.000 đồng một ký. Theo đó thì giá các sản phẩm thịt heo trên thị trường cũng neo ở mức cao chót vót bất chấp ế ẩm, có loại thịt thì lên tới 350.000 đồng một ký. Trái ngược với giá thịt heo trong nước, thịt heo nhập khẩu bán trên thị trường giá lại tương đối rẻ nhưng rất ít người chọn mua. Theo Cục Thú y, đây là quan niệm sai lầm của người Việt và sau đây là giải thích của đơn vị này. Thịt heo nhập khẩu hiện rẻ chỉ bằng một nửa, thậm chí có loại rẻ bằng 1/3 so với thịt heo trong nước. Còn giá trung bình thịt heo nhập khẩu về đến cảng Hải Phòng chỉ ở mức 60.000 đồng một ký, thấp hơn cả heo hơi trong nước. Song ghi nhận, dù được bày bán tràn ngập siêu thị, cửa hàng với giá rẻ, nhưng người tiêu dùng lại không mấy mặn mà với thịt heo nhập khẩu. Trên mạng xã hội của các bà nội trợ Việt, chất lượng thịt heo nhập khẩu luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm của mọi người. Một số người chia sẻ, thịt nhập khẩu giá rẻ, có thể mua về ăn, dù chất lượng không được như thịt nóng bán ngoài chợ. Số khác thì chê loại thịt này ăn nhạt và e ngại về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Thế nhưng, Phó Cục trưởng Cục Thú y Đàm Xuân Thành khẳng định, thịt heo đông lạnh, kể cả thịt heo mát nhập khẩu qua con đường chính ngạch vào nước ta, được cơ quan chức năng kiểm tra đều đảm bảo an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Theo đó, tâm lý lo sợ ăn thịt heo nhập khẩu không an toàn là hoàn toàn sai lầm. Ông cho biết, tính từ đầu năm đến ngày 25 tháng 5, có 129 doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu thịt heo và sản phẩm thịt heo từ các nước vào Việt Nam, tăng 250% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, nhập khẩu chủ yếu từ Canada, Đức, Ba Lan, Brazil, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha và Nga. Đây là các nước đều có nền chăn nuôi và công nghệ giết mổ hiện đại. Họ kiểm soát dịch bệnh và vấn đề an toàn thực phẩm rất nghiêm ngặt. Chưa kể, trong quá trình chế biến, sau khi giết mổ sẽ được cấp đông nhanh ở nhiệt độ âm 40 độ C. Bởi cấp đông ở nhiệt độ này, các tế bào hầu như vẫn giữ nguyên dạng, đảm bảo chất lượng của miếng thịt. Đến khi vận chuyển ở nội địa hay trên biển, thịt luôn luôn được bảo quản ở nhiệt độ âm 18 độ C. Đưa về Việt Nam cũng bảo quản ở nhiệt độ tương tự, do đó có thể bảo quản được tới 18 tháng. Bên cạnh đó, các lô thịt trước khi được xuất khẩu vào Việt Nam đều phải có giấy chứng nhận kiểm dịch, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của cơ quan chức năng của nước xuất khẩu. Khi về đến cửa khẩu Việt Nam, cơ quan chức năng của nước ta sẽ tiếp tục lấy mẫu từng lô hàng để kiểm tra,
từ cảm quan cho đến các chỉ tiêu lý khóa, sinh vật, hạn sử dụng, đảm bảo được các điều kiện này mới được phép thông quan. Những thông tin được Cục Thú y đưa ra giải thích nguồn gốc chất lượng của thịt nhập khẩu là đáng tin cậy. Rõ ràng, khi giá heo nhập và heo trong nước quá chênh lệch, việc chọn loại thịt rẻ hơn là giải pháp tiết kiệm. Tuy nhiên, ở đây chưa nói đến yếu tố thói quen và sở thích của người tiêu dùng Việt Nam. Vì vậy, thông tin này chúng tôi đưa ra để quý vị tham khảo. Thưa quý khán giả, trong khi thịt heo cao ngất thì giá tôm hùm ở đảo Bình Ba hiện giảm mạnh, chỉ nhỉnh hơn thịt bò một chút. Trong khi đó thì sấu non tại Hà Nội có giá siêu đắt, còn cao hơn cả trái cây nhập khẩu nhưng vẫn hút khách. Tôm hùm Bình Ba là một trong 6 đặc sản ở Khánh Hòa. Loại hải sản cao cấp này có giá thành khá cao. Giá tôm hùm xanh từ 800.000 đến 1 triệu đồng một ký, tôm hùm bông từ 1 triệu 1 đến 1 triệu 8 một ký. Nhưng hiện tôm hùm Bình Ba có giá thành khá mềm do thị trường xuất khẩu qua Trung Quốc theo đường tiểu ngạch gặp khó khăn. Lượng khách du lịch ở Khánh Hòa tụt giảm nên giá giam tôm đang xuống thấp, có lúc chỉ còn 400.000 đồng một ký. Hiện nhu cầu nội địa tăng trở lại, thương lái mua sỉ chỉ đạt khoảng từ 520.000 đến 550.000 đồng một ký. Tại một số siêu thị ở Hà Nội, những loại táo ngọt nhập khẩu từ New Zealand hay Ba Lan có giá chỉ từ 49.000 cho đến 65.000 đồng một ký. Thì tại các chợ truyền thống, trái sấu bé xíu, chua lè, hạt còn chưa cứng, bán với giá chát dẫn hút khách mua. Giá sấu non dao động từ 80.000 cho đến 120.000 đồng một ký, cao gấp 4-5 lần so với chính vụ. Dù đắt đỏ, nhưng sấu non vẫn được chị em lựa chọn, có người mua cả triệu về tích trữ ăn dần. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 15 tỷ 500 triệu đô la Mỹ, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, xuất khẩu nhóm nông sản ước đạt là gần 7 tỷ 400 triệu đô la Mỹ, giảm 3%. Trong khi đó, các mặt hàng như cà phê, gạo, rau, sắn quế, mây tre đều ghi nhận kim ngạch xuất khẩu tăng. Trong đó, gạo là mặt hàng có mức tăng cao nhất với trên 18%. Về thị trường, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu chiếm thị phần lớn nhất, tiếp đến là Hoa Kỳ. Thưa quý khán giả, một trong những mẫu tàu nhôm cao tốc hai thân lớn nhất thế giới được đóng mới tại Việt Nam, có tên gọi là tàu ferry H397, vừa hạ thủy thành công tại cảng khu công nghiệp Đông Xuyên, thành phố Vũng Tàu. Việc vận chuyển và hạ thủy con tàu có trọng tải 1.100 tấn này dù gặp nhiều khó khăn nhưng đã được công ty cổ phần vận tải đa phương thức Vietransteamet hoàn thành xuất sắc trong khoảng thời gian là 4 ngày tại Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh. Vietransteamet nhiều năm qua tự hào là nhà thầu trong nước tiên phong thực hiện thành công việc vận chuyển và hạ thủy hàng trăm cấu kiện nặng từ 500 đến 3.500 tấn cho các khách hàng trong và ngoài nước, sánh ngang với các tên tuổi lớn trong việc vận chuyển trên thế giới. Tàu Fuji H397 được vận chuyển bằng đoàn xe rơ móc thủy lực tự hành của công ty cổ phần vận tải đa phương thức Vietransteamet từ nhà xưởng chế tạo ra cầu cảng Đông Xuyên, sau đó đưa xuống xà lan 7.000 tấn và lai dắt đến ụ nổi của công ty đóng tàu và công nghiệp hàng hải Sài Gòn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Vận chuyển và hạ thủy tàu ferry H397, tàu cao tốc lớn nhất thế giới từ vị trí chế tạo đến cầu cảng và hạ thủy lên xà lan biển là công việc không hề đơn giản đối với bất kỳ nhà thầu vận tải nào, kể cả những tên tuổi lớn trên thị trường thế giới. Nhưng Vietransteamet vượt qua các chướng ngại vật trên tuyến đường di chuyển bởi luôn đi đầu về đổi mới công nghệ, mạnh dạn đầu tư các thiết bị đặc chủng chuyên dụng để đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường. Theo Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 13 tỷ 900 triệu đô la Mỹ, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong số 58 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất, tiếp đến là các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Chương trình tiếp tục với một câu chuyện đẹp ở xứ Sen Hồng. Thưa quý khán giả, từ nấu cơm miễn phí hay chở rau củ, thuốc nam từ thiện chính là những việc làm mà tổ từ thiện Tân Phú Đông tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp duy trì được 10 năm qua. Đáng quý thay, các thành viên trong tổ từ thiện này đa số là những người phụ nữ trong một gia đình. Từ già cho tới trẻ đều chung tay làm thiện nguyện, lan tỏa những câu chuyện đẹp cho đời. Ông Lê Tấn Phúc, tổ trưởng tổ từ thiện cho biết,
Để thực hiện được việc hái thuốc nam cũng đòi hỏi những người trong hội phải bỏ công tìm hiểu về dược tính của thuốc nam. Những ngày đầu, ông cùng vợ phải tìm đến các phòng khám để học từ các lương y. Khi ấy thuốc nam hái được cũng chỉ đơn giản vài loại như tía tô, ngò gai, thuốc dòi, bình bát dây. Cho đến nay các loại dược liệu hiếm cũng được hội tìm kiếm dễ dàng hơn như ngũ trảo, dứa gai cũng dần được khai thác, hay các loại thuốc núi. Ai nấy đều xem việc săn tìm thuốc nam là cái nghiệp gắn bó với mình. Khi giúp người trị bệnh thì không có gì họ không làm được. Ý cũng như mà mình đi ra hòn thì phải cũng phải đi đò. Còn như đi Long An rồi lấy thuốc rồi đó thì cũng mướn xe tải rồi chở về phòng đó. Rồi xe du lịch mình đi rồi đó thì tốn mấy chi phí. Dù làm toàn những công việc nặng nhọc, nhưng điều đặc biệt là các thành viên trong tổ đa phần đều là các cô, các dì đã ở tuổi ngoài 50. Người trẻ nhất cũng gần 40 tuổi, còn lớn tuổi nhất cũng đã 82 xuân xanh. Tất cả đều là những người thân trong một gia đình. Mẹ của ông Phúc, cô bà Võ Thị Năng, tuy không thể cùng con cháu lên núi hái thuốc hay ra hòn tầm dược, mà ngày ngày ra mảnh vườn sau nhà tìm các thứ thuốc nam sẵn có như đọt nhãn lồng hay bình bát dây. Chị Lê Thị Cúc, lương y tại phòng thuốc nam ở xã Nhân An cho biết, do khám chữa bệnh miễn phí cho bà con nên phòng khám rất cần nguồn dược liệu từ các tổ từ thiện hỗ trợ. Nhiều lần phòng khám đóng góp thêm chi phí xăng xe cho tổ từ thiện, nhưng tổ từ thiện đặc biệt này đều từ chối. Tấm lòng của những người phụ nữ U50 thấy vậy mà đang xoa dịu nhiều nỗi đau bệnh tật cho những người khổ cực. Và dù lớn tuổi, họ vẫn có cách tìm cho ra loại thuốc nam cần tìm, mang đến tận tay người nào cần đến nó. Tìm thuốc nam hỗ trợ cho các phòng khám để cứu người đã trở thành một thói quen nhiều năm nay của những người giàu tấm lòng ở mảnh đất Sen Hồng. Mong là sẽ có nhiều người được dơi bớt nỗi đau từ việc làm thiết thực nhân văn này. Tiếp tục sau đây là câu chuyện sau bức ảnh. Xin mời anh Nhật Minh và câu chuyện mang đến trong ngày hôm nay. Thưa khán giả, nhìn vào bức ảnh này đây, chẳng ai ngờ đó là một lớp học bởi cô giáo 44 tuổi nhưng chỉ cao 1m3. Ngồi bên cạnh các em học sinh chẳng khác gì những người bạn cùng trang lứa. Có lẽ vì vậy mà cô Lê Thị Lan Anh được mọi người đặt cho cái tên đáng yêu là cô giáo tí hon. Thế nhưng những gì cô phải trải qua và làm được là chẳng hề tí hon dù trong cơ thể khiếm khuyết này. Thưa quý vị, cách đây 44 năm ở thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội, người mẹ Đỗ Thị Lan chưa kịp mừng vui khi gia đình đón thêm thành viên mới, thì bà chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt khi nhìn cô con gái chỉ nặng hơn 1kg, chân tay co quắp, lưng gập xuống, yếu đến mức tưởng như bất động và gần như không thể bật tiếng khóc chào đời. Bồng con trên tay, ông Lê Quy Toàn biết đó là hậu quả do di chứng chất độc da cam ông nhiễm khi chiến đấu ở chiến trường Nam Lào, Quảng Trị, Thừa Thiên. Nhìn sinh linh đỏ hỏn, yếu ớt, nằm gọn trong tay mình, bà mẹ Lan Anh chỉ biết ôm nhau mà khóc. Thế nhưng có đấng sinh thành nào chịu bỏ rơi nấm ruột của mình dù là không hoàn hảo. Hai ông bà đưa con đi khắp các bệnh viện, đến đâu bác sĩ đều lắc đầu. Đưa cháu về chăm sóc, sống được thì sống, không cũng đành chịu. Ấy vậy mà đứa bé đáng thương đó vẫn sống dù bằng cách bóp miệng đút hoặc đổ sữa vì con không thể bú. Khi đó, cứ con khóc, người mẹ lại khóc theo con. Hết 8 tháng, mẹ Lan Anh phải đi làm. Không ai dám nhận chăm sóc. Đứa trẻ ốm yếu được trao vào tay bà nội. Ngày bà ẵm về đứa cháu tật nguyền, cả làng lắc đầu bảo liều, rước lấy xui xẻo. Nhưng bằng trái tim của một người bà, hằng ngày Lan Anh được lau từng ngón tay, ngón chân bằng khăn ấm. Dần dà các khớp của em bắt đầu co duỗi được. Lên 6 tuổi, biết mình khác biệt so với chúng bạn, Lan Anh vẫn nằng nặc đòi đi học. Biết cháu ham học, những ngày thời tiết thất thường,
bà nội lại cõng Lan Anh đến lớp. Ai ngờ cô bé thậm chí không thể cầm nổi cây bút viết, lại có được những nét chữ khiến bất cứ ai đọc cũng thốt lên lời khen ngợi. Thế nhưng dù nỗ lực để theo kịp bạn bè đồng trang lứa, suốt những năm tiểu học, Lan Anh luôn bị chúng bạn nhỏ vô tâm trêu chọc là lai khỉ hay người ngoài hành tinh. Những lời giễu cợt các bạn dành cho mình, Lan Anh bỏ ngoài tai bởi quyết tâm học chữ khiến em quên đi tất cả. Tuy nhiên đường đến trường với em lại không bằng phẳng. Đầu năm lớp 9, bệnh tật tái phát như cơn bão cuốn phăng mọi sức lực và quyết tâm của cô gái nhỏ. Không thể cầm nổi sách, gần như không thể thở, em đành nghỉ học và âm thầm khóc vì bất lực. Có sống được không hay là mình chết đi? Ý nghĩ nhen lên trong đầu cô gái đang bất động. Nhưng rồi hình ảnh bà nội gồng lưng cõng mình qua bùn lầy đến lớp hiện lên trong trí não khiến Lan Anh bừng tỉnh. Không sống một cuộc đời nhàm chán, không làm gánh nặng cho gia đình. Nghĩ vậy nên dù không muốn ăn, Lan Anh vẫn cố gượng. Rồi từ đủ loại thuốc đông tây y ba mẹ mua về để tìm cơ hội sống cho con gái. May mắn cũng một lần tìm đến với em, giai đoạn thập tử nhất sinh đã chịu buông tha cô gái nhỏ. Không thể đến trường, cô bé lớp 9 tìm niềm vui bằng cách nghe chương trình dạy tiếng Anh trên radio. Và cũng từ đây, cô nhận ra đó chính là niềm đam mê mà mình không thể bỏ lỡ trong cuộc đời này. Thấy còn quyết tâm, ba mẹ Lan Anh mời gia sư về dạy cho con gái. Khi đó Lan Anh vui lắm, học ngày học đêm với niềm say mê khiến nhiều người phải kinh ngạc. Nhưng việc học lần này cũng chỉ kéo dài được một năm, bởi sức khỏe của cô lại một lần nữa dở chứng. Dù vậy, Lan Anh đâu từ bỏ, xác định hoàn cảnh của mình thì tự học là cách phù hợp nhất. Cô chấp nhận tìm kiếm người thầy trong chính bản thân mình. Và kết quả từ hành trình tự học đầy bền bỉ và quyết tâm đó chính là chứng chỉ C tiếng Anh quá đỗi bất ngờ mỉm cười với cô gái trẻ. Kiên trì tự học hết năm này đến năm khác, tấm bằng C như món quà cho bao nỗ lực không mệt mỏi mà ông trời đền đáp cho Lan Anh. Và cũng từ đây một lối đi bắt đầu mở ra đối với cuộc đời cô. Chị hàng xóm thấy Lan Anh tự học nghiêm túc, lại học giỏi, liền ngỏ ý nhờ cô dạy kèm tiếng Anh cho hai đứa con nhỏ của mình. Rồi học trò thứ ba, thứ tư tìm đến, Lan Anh trở thành cô giáo tiếng Anh của đám trẻ hàng xóm từ lúc nào. Tiếng lành đồn xa, cô gái khuyết tật Lê Thị Lan Anh dù chưa có bằng sư phạm, chưa một lần đứng trên bục giảng, nhưng lại được nhiều phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em. Rồi không chỉ miễn học phí cho học trò khuyết tật hoặc có hoàn cảnh khó khăn, cô còn dành cho các em sự quan tâm đặc biệt và sự yêu thương, nhẫn nại. Chính những điều này không chỉ truyền cảm hứng đến học sinh mà còn cảm hóa được những phụ huynh vốn chỉ chú trọng kiến thức mà chưa thực sự quan tâm bài học làm người của con trẻ. Hơn 20 năm qua, rất nhiều học sinh cả cấp 1 và cấp 2 đã trưởng thành từ lớp học này. Nhiều em trong số đó đã thành đạt, trở thành phiên dịch, thầy cô giáo dạy tiếng Anh. Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng với cô giáo khuyết tật này thì đó chính là niềm vui vô giá. Bởi niềm vui ấy được bắt nguồn từ sự thiệt thòi khó khăn và cả những tháng ngày vượt khó nên càng trở nên ý nghĩa thiêng liêng. Thưa khán giả, với nghị lực không ngừng vươn lên của bản thân và những đóng góp cho cộng đồng, cô giáo tí hon Lê Thị Lan Anh đã được vinh dự trao giải thưởng COVA lần thứ 17 năm 2019. Giải thưởng nhằm tìm kiếm và tôn vinh những người Việt Nam tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực để cùng đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng. Tại đây, cô giáo Lan Anh vinh dự được nêu tên ở hạng mục Sống đẹp. Thế nhưng bản thân cô luôn khiêm tốn cho rằng mình chỉ như một hạt cát nhỏ trong cuộc đời này. Ngồi trong hội trường chứng kiến con mình được ghi nhận và tôn vinh, ông Lê Quy Toàn đã bật ra những dòng thơ từ tận trái tim người cha. Còn bước lên khán đài vinh danh Sống đẹp, cha hai hàng lệ rơi,
con tôi. Đứa trẻ sinh ra không được bằng người bởi chất độc da cam nhiễm vào tôi những năm kháng chiến, vượt nỗi đau tật nguyền, tự học vươn lên. Và phần cuối của chương trình sáng nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.